khu vực cảng Novo Repnoi, các thành viên của Luminous City Gaming đang truy đuổi rất gắt cao với đội ủi của Patrick Cross. Cảm tưởng như sau khi vượt qua được Summer Esports thì Pedro sẽ có một cái hành trình nó thoải mái hơn nữa không? Luminous City Gaming vẫn đang là một chướng ngại vật quá khó chịu và Pedro đã phải bỏ góc. Còn với Summer Esports chúng ta lại để mất thêm một người nữa, đó là vị trí của Hải Saki. Lần này thì chưa bị confirm đến từ Summer Esports và họ đã bắt đầu bung những quả smoke ra để thể support cho người đội trưởng của mình. Tai Lu là một đội tuyển có lối bắn rất cục và quyết định đến từ Tai Lu sẽ là công tới chết. Và Himat đã có được cho mình pha knock out rồi. Đây có phải là tín hiệu khả quan rằng Summer Esports không đây? Nết trả ra đến từ Tai Lu tạm thời đang là chưa chính xác và Hải Saki vẫn đang có một cái chạm. Thời gian được thể hồi phục lại dành cho Hải là có. Và cặp đôi Himat cũng như Tài Con cần phải cover được cho người thủ lĩnh của Tam Quyền. 7 năm đã có một quả lửa được trả ra rồi. Quả lửa này khiến cho Tài Con lùi về. Nhưng trước khi lùi, Tài Con vẫn kịp thời kéo được anh chàng 7 năm đi. Nhưng Hải Saki lại nằm xuống thêm lần nữa. Và lần này thì khó cứu dành cho Hải Saki. Tài Con cũng đang bị bò góc. Nhưng Himat của pha cover tầm xăm của AK là tuyệt vời. Đấu súng chỏm đầu tốt đến từ vị trí Himat. Và đó là top 16 gọi tên Tài Lu. Nhưng mà thực sự phải nói là cái phong độ của Danawa đang đặt ra cho mình khá là nhiều những dấu chấm hỏi. Bản thân mình cũng là một người ngoài cổ vũ những đại diện đến từ cuộc Việt Nam ra thì còn rất thích cổ vũ những anh chàng đến từ Hàn Quốc nữa. Và Danawa, một đội tuyển đánh giá là mạnh trước khi mà chúng ta đến với giải thi đấu lần này, với sự trở lại của Inonix thì lại đang thi đấu hơi lởm mao. Từ giai đoạn vòng bảng cho tới giờ họ cũng vào ở một cái vị trí không phải là quá cao. Giờ tới Winner Bracket, nhiều người nghĩ rằng là Danawa có thể họ đã giấu bài vòng bảng và chỉ chơi ở mức cầm chừng. Thì ngay trận thi đấu đầu tiên, Danawa suýt chút nữa làm một pha tự hủy. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các thành viên bên phương team Danawa nữa. Lại là Navi à? DK lại di chuyển về phía của Sombrot. Tài Con đón quá đẹp với tập xấy đầu tiên đến Tài Con. Minuda đã đọc những người còn lại cố gắng drive by. Nhưng tảng đá của tôi thì có nhiều mặt và tiếp tục búa đến từ vị trí của Tài Con. Đi bắt đốc vào Deva rồi. Bắt hộ nốt mấy ông DK nào. Deva nằm ở đó, vẫn bắn với theo. Phơm được thêm kill 5 điểm cho Sombrot Esports. Bắn với 3 người. Sombrot thực sự vẫn đang quá may. Và đã là 6 kill dành nguyên với team Sombrot Esports rồi. Đội hình của Titan Fight, chính xác là các thành viên bên phía của TE cũng đang không hề chịu kém cạnh, cộng đang có thêm cho những điểm kill. Quay trở lại sau đất Esports lại tiếp tục là pha giao tranh. Và lần này sẽ là đối đầu trực diện các thành viên của Patrick Cross. Nhưng đáng tiếc thay, thứ đánh gục đội hình của sau đất Esports lại không phải là Islab và những người đội, mà đó lại là cái vòng bo. Một tình huống bị bắn đinh và sau đấy thì không đủ thời gian để có thể hồi phục đến từ vị trí của Himat. Rất đen dành sau đất Esports. Trong cái đó thì Danawa bằng cái thần kỳ nào đó họ đang phản công. Họ bắt chết được những anh chàng bên phía team Question Mark. Một đại diện khác tới từ Hàn Quốc là NG cũng đang có một tình huống đấu súng ở đây. Hai mạng hạ gục dành cho đội hình của Sonic. Nhưng liệu rằng như vậy đã là đủ để thể thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn này chưa đây? Khi mà bọn đã ép tới nơi rồi, lợi thế mặt nhân sự là rất rõ ràng dành cho Sonic. Nhưng người chơi cuối cùng bên phía đối phương lại là PO. Nhờ bây giờ mới có khoảng thời gian chống để nói. À khoan, từ từ, chưa có. PO vừa làm đôi bên phía đời của Sonic để sót một ông của Genji. Bây giờ Sonic đang phải trả cái giá quá đắt. Đây là free shot, không có ai giữ được cái đống mạng này cả. Edgewin một đấu một với PO, biết đối phương ở đâu rồi. Nhưng để lộ vị trí, PO đã dừng lại để đón vị trí của Edgewin. Và một Vespo này, ai sẽ là người thắng đây? Vòng phây thứ tư, sát thương chưa thể nào hạ gục được ngay một người, nhưng nó vẫn cứ là đau. Top 12 Genji khi mà X-Play đến bên phía đội ngũ 17 Gaming đã can thiệp vào. Cảm giác như là Loki đang là một tuyển thủ khả năng chơi thể thức solo rất tốt. Từ nãy đến giờ Loki đang một mình cân toàn bộ số điểm của Danawa và anh ta đã bắt tên được một người nữa rồi. Trong đó với 17 Gaming họ lại thiết lập được khoảng cách về mặt quân số thêm lần nữa. Còn vị trí của Loki bằng cách thần kỳ nào đó bắt hết toàn bộ thành viên của Luminous City Gaming. Rất ảo đến từ Loki và có lẽ thời điểm sau tôi tin rằng chúng ta cần được nhìn POV của anh chàng này nhiều hơn. Còn với các thành viên của Titan Fight cũng như là 17 Gaming thì có vẻ bây giờ gió đã đảo chiều rồi. Không còn là một thế khó dành cho đội hình của Titan Fight nữa, mà ngược lại 17 Gaming mới đang là cái tên phải chịu trận. Một sự can thiệp quá đỗi chí mạng đến từ thành viên của The Expendables khiến cho 17 Gaming mất đi người rất nhanh. Và Titan Fight chấp thời cơ vàng để có thể đẩy lên can quét điểm kiếm cuối cùng này. Khó dành cho X-Play nhưng ta vẫn kịp thời đủ được một mạng.
Liệu rằng biết người cuối cùng đối phương đang đấu không đây? Chẳng cần phải đoán đến từ vị trí X-Play nữa, khi mà ba thằng Pong đã chịu bất lực trước sát thương của vòng bo. TE cũng vừa để mất người khi mà Tấn Vũ bị headshot bởi U3 bên phía Na'Vi. Và liệu rằng có thể cứu nhau lại đến từ đội TE không đây? Không thể dấu hiệu firm và U3 trên minimap thì anh ta cũng không bắn nữa rồi. Giờ tôi lại ước các thành viên của Team Falcon công TE và sau đó họ nằm xuống hết. Chúng ta không để mất bất cứ một ai cả, có vẻ kịch bản đấy đang diễn ra. Tấn Vũ vẫn quá tỉnh táo. Và khi mất đi vị trí Captain rồi thì Emix cũng sẽ không có nhiều cơ hội. Điểm Q còn lại dành cho các thành viên của Daytrade, một đại diện khác đến từ APAC và top 8 gọi tên Falcon. Nhưng vòng bo phase thứ 6 thì nó đã không thực sự đẹp dành cho các thành viên của TE. Chúng ta sẽ phải bỏ cái khu vực căn nhà mà đã kiểm soát được ngay từ giai đoạn đầu tiên. Nhưng được một cái đó là hướng đi vào bo của TE thì khá thoáng. Không có nhiều người có thể can thiệp được vào cái đường đi dành cho đại diện đến khu Việt Nam. Quay trở lại vào góc máy của Edgewin. Người chơi hiếm mọi và sống sót bên vũ tìm số đếp, anh ta có cơ hội để bắn sau lưng nhưng bắn chỉ trượt đến từ Edgewin thôi. Xứng đáng phải nằm lại đến từ tuyển thủ của Sonic. Và đó là cái top 5 dành cho đại diện đến khu trường Mỹ. Còn với đội của TE, chúng ta đã bị knock out đi một thành viên rồi. Smoke vẫn còn để có thể cứu lại. Và đội của TE đang tạo rất nhiều áp lực về hướng của Na'Vi, không cho được quyền đẩy lên spam xuống. Elwin và quay, Elwin còn bớ được vào cái chàng mèo nữa. Mở góc là rất tốt đến cặp đôi của TE. Tấn Vũ cùng với Elwin phối hợp hoàn hảo để can quét các tiền thủ của Na'Vi. Và tỷ lệ phần trăm chiến thắng ở trong trận thi đấu mở bàn của bên phía TE đang tăng lên rất cao rồi. Họ đang muốn trở thành kẻ thứ ba, nhưng có vẻ điều này cũng đang không diễn ra suôn sẻ rồi. Mọi thứ đang dần ủng hộ cho đội của TE, nhưng còn đó là Pu Chiu. Nhưng Tam Thất ơi, chết cấp quá đẳng cấp đến từ Tam Thất đi, nhưng flash đổi mạng lại là tốt quá. Belmont đang yếu máu, và liệu rằng đội của TE có thể khai thác được thêm không đây? Belmont nằm lại và chưa có một tình huống confirm nào đến thành viên bên phía đây trước cả. Nhưng đội hình của TE đang làm rất tốt ở trong pha thi đấu này, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận, đằng sau lưng FaZe Clan đã bắt đầu ép lên rồi. Giải quyết nhanh flash hoặc là phải bỏ luôn ông này. Vướng vào flash cực kỳ lâu thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Fix và Jin đều đã có cho mình những điểm đóng vào. Tấn Vũ đã bị lộ thông tin, Death sẽ được trả thẳng vào. Bên phía đội Fake Clans đã có cho mình đó là hai điểm gục rồi. Thực sự thì họ chớp thời cơ quá tốt. Tấn Vũ tràn, những đức hiếu của Tấn Vũ hơi khó. Thêm một điểm knockout nữa dành cho bên phía đội Fake Clans. Và nhiệm vụ người cuối cùng là đức hiếu nó quá khó khăn đi. Chúng ta đã bị êm. Và bây giờ thì bên phía đội hình X-Marable có lẽ sẽ chấm dứt hành trình của mình tại đây. Nhưng flash đang muốn ra, ta giữ được cái top 2 thêm một điểm hạng. Nhưng quyết định của đức hiếu là quyền sinh. Và nếu mà chúng ta nhìn nhanh ở trong những góc cam trước đó thì ta cũng biết là lượng đạn đến từ flash còn lại không nhiều. Anh ta đã tốn quá nhiều tài nguyên chỉ để cố gắng thực hiện cái tình huống bắn ở tầm xa. Và rồi nó cũng chẳng đem lại hiệu quả nào cơ. Cái kết của flash sẽ tới sớm. Có lẽ trong 5 giây. 4, 3, 2 và 1. Top 1 dành cho bên phía đội FaZe Clan với 10 kill.